Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Hôm nay, 11 tháng 7 là ngày thứ hai diễn ra kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri của các địa phương đặc biệt quan tâm theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri đối với các giám đốc sở. Ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng, cử tri của khu dân cư số 1 thị trấn Hương Hóa đã tập trung về gia đình ông Trần Đình Tứ để theo dõi truyền hình trực tiếp phiên giải trình chất vấn và trả lời chất vấn của các giám đốc sở trước ý kiến của cử tri trong toàn tỉnh tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Cử tri Hương Hóa đánh giá cao về công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp trong kỳ họp lần này. Xem truyền hình trực tiếp của đài truyền hình Phú Thọ qua kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ thì qua thấy là chủ tọa kỳ họp điều hành năm nay có đổi mới khoa học và điều hành cụ thể dứt khoát với từng đại biểu đến trả lời chất vấn trước kỳ họp. Sau khi theo dõi phần trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong tỉnh và phần giải trình trả lời chất vấn của các giám đốc sở, cử tri cũng đã thẳng thắn chia sẻ về cảm nhận của mình đối với phần trả lời của các giám đốc sở. Thì giám đốc sở nội vụ có trả lời về vấn đề sát nhập khu dân cư, những cái cơ bản nhất là sắp xếp những cái người cán bộ được dôi dư thì giải quyết như thế nào, thì cái đó là rất cần của cái đời sống xã hội của các bộ máy công chức. Chúng tôi thấy đồng chí giám đốc sở tài chính phát biểu và giúp đỡ, có cái chế độ giúp đỡ cái nhà cho người có công chính sách. Thì như thế là chúng tôi thấy là thỏa đáng. Việc truyền hình trực tiếp đã tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri trong toàn tỉnh theo dõi và nắm bắt đầy đủ nội dung diễn biến của kỳ họp. Cử tri đều mong muốn trong các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các giám đốc sở cần tập trung trong việc lắng nghe ý kiến của cử tri để từ đó có sự giải trình đúng vào trọng tâm, trọng điểm của vấn đề, đáp ứng với nguyện vọng mà cử tri quan tâm.